Xin chào mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về cao Artison. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Artison là loại cây lá lâu năm, có nguồn gốc từ Nam Âu, được người Hy Lạp và La Mã dùng làm thức ăn. Hiện nay Artison được trồng nhiều ở Tây Ban Nha, Pháp, Ý. Tại Việt Nam, Artison chủ yếu phân bố ở Sapa, Tam Đảo và nhiều nhất là ở Đà Lạt. Cao Artison là một sản phẩm được tinh chế kỹ lưỡng cô đặc từ cây Artison, có vị đắng, dạng đặc sánh và màu đen bóng. Sản phẩm chất lượng có mùi thơm đặc trưng và độ mịn cao. Artison sau khi được chọn lọc cẩn thận thì được đem đi rửa sạch rồi chưng cất ở nhiệt độ cao. Công dụng tuyệt vời từ cao Artison Đà Lạt là món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng. Cao Artison đã trở thành vị cứu tinh của những người mắc các bệnh về da, gan, huyết áp hay tim mạch. Trong cao Artison có vị đắng chứa các chất có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ tốt cho tim mạch của người dùng. Những người thường xuyên dùng bia rượu nên dùng cao Artison để thanh nhiệt và làm mát gan. Bởi vì trong cao Artison có hoạt chất giúp giải độc gan, thanh lọc cơ thể mà còn phục hồi chức năng gan. Trong cao Artison chứa các chất chống oxy hóa giúp gia tăng độ bền trong cơ quan hoạt động của gan. Từ đó có thể phòng ngừa được ung thư. Khó ngủ hay mất ngủ là triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi, người bị stress. Sử dụng cao Artison trước khi ngủ là giải pháp tốt nhất, giúp cơ thể và não bộ sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ, giúp ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Các khoáng chất trong Artison giúp tăng cường sức khỏe cho xương, đặc biệt tốt với phụ nữ đang mang thai. Nóng trong người là nguyên nhân khiến mụn xuất hiện. Một trong những công dụng nổi bật của cao Artison là cải thiện sức khỏe của gan, có khả năng giảm độc, thúc đẩy sự phát triển và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, từ đó giúp làm mát gan và trị dứt điểm nguyên nhân gây mụn từ bên trong an toàn, hiệu quả. Sử dụng đúng cách liều lượng cao Artison Đà Lạt. Mỗi ngày sử dụng 2-3 ly cao Artison pha theo liều lượng 1/4 muỗng cà phê cao Artison cùng 200ml nước ấm. Nếu sử dụng để thay thêm nước lọc hàng ngày thì có thể hòa thêm nước rồi để trong bình dùng dần trong ngày. Có thể kết hợp cao Artison cùng tắc, chanh, xả, gừng, đường phèn hoặc mật ong để gia tăng độ thơm ngon của cao Artison. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cao Artison tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín, chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của cao Artison và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhớ